Phương Linh thì tên là Sỏi, và Sỏi thì là một người khiếm thính, không có thể nói và không thể nghe được. Còn câu chuyện về sau như thế nào thì mong là mọi người sẽ ra rạp và xem bộ phim Thất Sơn Tâm Linh nha. Những cái cảnh khó ở trong phim thì là cảnh mà Yến, khi mà Yến cùng với cả Thanh Tú ở dưới bùn tận Yến nghĩ là phải tầm 12 tiếng đó. Và xong sau đó thì là quay cái cảnh đó thì là cảnh mà Yến còn đang bị đau chân nữa. Hôm nay thì khá là đông nên không có thể chia sẻ được nhiều hơn với cả quý vị khán giả. Nên quý vị khán giả ơi, hãy ra rạp và xem bộ phim Thất Sơn Tâm Linh của Yến nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho Yến cũng như là đoàn phim ở trong ekip. Tại vì thực sự là mọi người đã trải qua một quãng thời gian rất là khó khăn và gian khổ để có thể làm ra được bộ phim này. Đó là quay ở miền Tây nhiều, chẳng biết là ở miền Tây thì Yến về miền Nam thì cảm nhận ở miền Tây thì Yến cảm thấy là cuộc sống rất là yên bình. Đó là một cái điều mà Yến thích nhất. Khi mà buổi sáng thức dậy và thấy bình minh, xong sau đó thì đi về là thấy hoàng hôn trời rất là đẹp. Yến thấy những cái đồng lúa bát ngát, xong rồi ngày nào cũng thấy nó ngả sang bên này, ngả sang bên kia, rất là thích. Thì nói chung là Châu Đốc thì để lại cho Yến một cái cảm giác rất là yên bình và thoải mái. Yến thì ăn cơm chay rượu tiết nữa. Ở dưới đây có cơm chay rất là ngon mọi người ạ. Chia sẻ cái cơ duyên nào để mà mình nhận cái vai? Thực ra là không có cơ duyên nào hết, Yến chỉ có đi casting thôi. Tại vì hôm trước thì có là bên Yêu An có nói là có một bộ phim này, em tới casting thử đi. Thế lúc mà Yến tới và xong sau đó là Yến casting xong hai lần thì Yến mới được nhận cái vai Sỏi này. Không được nói thì cũng rất là khó, nhưng mà Yến là đã có thầy và cô dạy cho Yến những cái thủ ngữ để khi mà mình diễn thì mình có thể làm tốt hơn. Và Yến thì thực sự là lúc đấy thì Yến chỉ có cố gắng tập trung 100% sức lực của mình để có thể diễn đúng cái vai nhất và có thể diễn đúng cái ánh mắt của mình nhất thôi. Yến thì không sợ cảnh nào hết ở trong bộ phim đó. Ý là cảnh nào mà để lại cho Yến mà kiểu bị ám ảnh ấy thì chỉ có đúng một cảnh là lúc mà Yến nhìn thấy cái đầu lâu, khi mà chuẩn bị gọi là giả vờ trở thành mẹ của thầy Huỳnh ấy, thì lúc đấy là cái cảnh mà lần đầu tiên Yến nhìn thấy cái đầu lâu thì hơi sợ một chút thôi. Còn thực sự ở trong bộ phim thì đã quá sợ rồi, không còn chỗ nào mà để nói là kiểu sợ hơn được nữa, nên đâm ra là mình đã quen với cái việc rằng là bộ phim này nó nhiều, quá nhiều nỗi đáng sợ rồi, nên đâm ra đến lúc mà gần cuối là Yến không còn sợ nữa, mọi thứ nó như bình thường. Lần đầu tiên đóng chung với anh Quang Tuấn thì anh Quang Tuấn đầu tiên chia sẻ đó chính là một người cực kỳ tốt, một người rất là tôn trọng diễn viên, tức là diễn viên bạn diễn của mình ý. Thì anh Tuấn là một, Yến thấy là rất là hiền lành, anh ấy rất là hay làm cho cười cho mọi người, làm mọi người vui. Nhưng mà một khi mà đã đóng phim ý, thì anh cực kỳ tập trung. Mỗi lần mà kiểu là chuẩn bị đến một cái vai nào, đến một cái phân đoạn nào đấy mà kiểu hai anh em cần tâm lý rất là nặng ấy, thì là hai anh em sẽ đi ra cùng một chỗ, xong sau đó là sẽ bắt đầu giữ tâm lý của mình. Anh Tuấn sẽ Sỏi, sau đó thì Yến sẽ đi tìm lại cái tâm lý của Sỏi, cái tâm lý mà hoang mang, sợ hãi của Sỏi để có thể đóng được cái bộ phim này. Thì lúc đó sau khi mà hai anh em tập trung xong thì mới bắt đầu đi vào và diễn. Cho đến tận những cái ngày cuối cùng ấy thì chỉ cần nhắm mắt mở mắt thôi là Huỳnh là Sỏi rồi. Thực sự thì Yến cũng chưa xem bộ phim này một cách đầy đủ nha, nên đâm ra là Yến cũng không biết rằng là sẽ bị cắt chỗ nào và sẽ còn chỗ nào, nên đâm ra là vẫn là một bí ẩn mọi người ơi. Hãy để hôm nay khi mà mọi người xem đi xong rồi về, và mong mọi người sẽ đừng spoil phim nha, vì hôm nay là suất chiếu sớm, đừng spoil phim nha mọi người. Khó. Thực ra là thông điệp mà bộ phim muốn gửi đến cho mọi người thì ý là Yến nghĩ là không có thể nào mà khi mà chết đi rồi mình có thể làm một cái cách nào đó để cho cái người mà đã mất, người mà đã khuất có thể sống lại được. Thì mong là mọi người đừng có hoài niệm nhiều quá để có thể trở thành những cái gọi là những cái suy nghĩ xấu hơn, thì hãy cố gắng giữ lấy cho mình những cái kỷ niệm đẹp nhất về những
tức là những điều đó, những điều đã qua, chứ đừng có mà gọi là dằn vặt bản thân mình để có thể làm, để chính vì những cái suy nghĩ mà dằn vặt bản thân mình nên là đâm ra mới bị gọi là tức là làm những cái điều mà nó không đúng với quy luật của cuộc sống. Thì Yến mong là mọi người sẽ cố gắng khi mà gặp một cái áp lực nào đó trong cuộc sống mà mình không thể vượt qua được thì hãy cố gắng bình tâm và hãy suy nghĩ là mình có thể làm được, mình có thể vượt qua được. Rồi, một câu cuối cùng nha, thì là em là một trong những chính trong gia đình những kỳ vọng điều gì vào bộ phim? Yến thì chỉ mong là bộ phim nó sẽ phun dạp hoài luôn, và mong là sẽ được quý vị khán giả đón nhận thật là nhiều, tại vì bộ phim thực sự là đã quá khó khăn rồi. Nếu mà dự đoán thì Yến không thể chỉ sẽ nghĩ là con số chính là thôi Yến không có dự đoán đâu, nói trước bước hôm qua. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã ủng hộ cho Yến cũng như là ủng hộ cho bộ phim Thất Sơn Tâm Linh. Mọi người hãy ra rạp và xem bộ phim nhá, cảm ơn mọi người.